chào tất cả quý vị khán giả của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và thưa quý vị, như vậy là chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa thì sẽ đến cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023. Và chắc hẳn là lúc này thì quý vị khán giả cũng đang rất nóng lòng chờ đợi đến ngày đó, đúng không ạ? Nhưng trước khi chúng ta đến với cuộc đua năm nay thì hãy cùng Như Bình xem lại một số chặng đua ấn tượng trong những năm qua nhé. Kính thưa quý vị, đây là số đầu tiên để xem lại chương trình tường thuật của cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, và Như Bình sẽ nhắc lại để cho tất cả chúng ta hãy cùng dễ nhớ hơn. Ở năm 2019, chặng đua từ Nha Trang về Đà Lạt, ba ngoại binh gồm hiệu suất đội gạo hạt Ngọc Trời An Giang, Misamat Pusayedi, tập đoàn Lộc Trời An Giang và Javier Perez, VUS Thành phố Hồ Chí Minh đều đã thi đấu rất là xuất sắc và thay phiên nhau tấn công trên đèo, bỏ cả đoàn đông lại phía sau và kéo nhau về đích, để rồi chiến thắng thuộc về tay đua người Hàn Quốc gồm hiệu suất. Và ngoại binh này cũng chính là người giành chiến thắng ở cả hai ngọn đèo Khánh Lê và Giang Ly. Mặc dù trong các chặng trước đó thì anh thi đấu khá im lặng, thường xuyên lùi về nhóm cuối của đoàn đua trong các chặng đường trường và chỉ bắt đầu tấn công trong khi nhóm đông chuẩn bị về đích. Và chiến thắng chặng đua quan trọng này cũng đã giúp cho tay đua người Hàn Quốc đạt hạng 2 chung cuộc cúp 2019. Và cảm ơn Tô Đông Á đã đồng hành cùng với chương trình. Ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng theo dõi chặng đua hấp dẫn này nhé. Sáu giờ 45 phút, lãnh đạo địa phương đã phất cờ để cho các đội đua xuất phát thi đấu chặng đua thứ 13 từ thành phố Nha Trang đi Đà Lạt, đường dài 141 km. 6 giờ 50 phút, trọng tài đã phất cờ cho các đội đua xuất phát chính thức thi đấu chặng thứ 13 từ Nha Trang đi Đà Lạt. Và ngày hôm nay thì các đội đua sẽ thi đấu qua đèo Khánh Lê, đèo loại 1 ở trong lộ trình của cúp truyền hình năm 2019. Lúc này thì tay đua Nguyễn Trường Tài của Thành phố Hồ Chí Minh, anh Văn Hồ Việt Mỹ vẫn đang là người tạm giữ chiếc áo vàng sau 12 chặng đua. Anh đã đoạt được chiếc áo vàng từ tay của Huỳnh Thanh Tùng sau chặng đua đồng đội tới giờ tại thành phố Tuy Hòa. Tay đua Misamat Pusayedi của tập đoàn Lộc Trời An Giang đang là người tạm mặc chiếc áo chấp đỏ với 24 điểm, có khoảng cách là 7 điểm so với người xếp ở vị trí thứ hai là Phan Hoàng Thái. Tuy nhiên mục tiêu của Misamat Pusayedi vẫn là cạnh tranh cho danh hiệu chiếc áo vàng chung cuộc. Ở trong chặng đua ngày hôm nay thì cái đua của Thành phố Hồ Chí Minh, anh Văn Hồ Việt Mỹ và Thành phố Hồ Chí Minh MM Mega Market vẫn đang là những đầu máy kéo chính. Họ chủ động về mặt tốc độ để bảo vệ cho chiếc áo vàng Nguyễn Trường Tài. Tuy nhiên cho đến lúc này thì không nhiều dự đoán, An Giang, hai kiếp An Giang là gạo hàng trời An Giang và tập đoàn Lộc Trời An Giang vẫn chỉ đi sau lưng các đua của Thành phố Hồ Chí Minh. Họ vẫn chưa tung ra bất kỳ một đợt tấn công nào. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang thấy hình ảnh ở khu vực đèo Khánh Lê. Đây là đèo loại 1 của cuộc đua năm nay và ngọn đèo này thì các tay đua sẽ phải leo 29 km với những cái cung đường vô cùng khó khăn. Vâng, khi mà chúng ta bước vào những con đèo rất là hiểm trở và rất là khó khăn như thế này thì cuộc chiến về chiếc áo chấm đỏ sẽ diễn ra vô cùng hấp dẫn. Và lúc này thì các tay đua cũng đã thi đấu được hơn 40 km và chuẩn bị bước vào thi đấu ở ngọn đèo Khánh Lê. Xin được nhắc lại, đèo Khánh Lê dài 29 km là một ngọn đèo rất dài và khắc nghiệt. Đây là một ngọn đèo được xem là một trong những ngọn đèo dài nhất của Việt Nam, tương đương với đèo Pha Đin, là ranh giới giữa hai tỉnh Sơn La và Điện Biên ở vùng phía Bắc. Đỉnh cao nhất của ngọn đèo này sẽ có độ cao hơn 1.600m so với mực nước biển. Và nếu như so với ngọn đèo Ngoạn Mục, một ngọn đèo mà cuộc đua cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cũng thường xuyên đi qua trong những chặng đua từ Phan Rang về Đà Lạt, thì ngọn đèo Khánh Lê này có độ dài nhiều hơn, dài 29 km so với 20 km của đèo Ngoạn Mục, và độ dốc cũng tương đương là khoảng 9 đến 10 độ, nhưng đỉnh đèo thì cao hơn rất nhiều, gần hơn 1.600m so với mực nước biển, trong khi đèo Ngoạn Mục thì chỉ là khoảng 1.000m so với mực nước biển. Trời đã bắt đầu có nắng nhiều hơn. Và ở khu vực gần sát chân đèo Khánh Lê vào lúc này thì trời đang đứng gió. Đi phía trước Lê Nguyễn Minh là tay đua mang số đèo 93 Trần Nguyễn Minh Trí của dược đô Masco Đồng Tháp. Và ngay sau lưng anh là Nguyễn Đắc Thời của gạo hạt Ngọc Trời An Giang. Lê Nguyễn Minh đang đứng ở trên yên xe, cố gắng để tăng tốc và bám theo nhóm vận động viên ở phía trên
bởi vì vào lúc này thì ba tay đua này đang bị tuột lại phía sau, và nếu như không thể đuổi kịp với các vận động viên phía trên thì họ sẽ dễ bị tuột hẳn luôn ra sau. Ta đây là Luis de Suez, anh đang nhận được sự hỗ trợ từ các đồng đội Vladimir Lopez, ngoại binh mang số đeo 51 của Yên Hồ Đồng Nai. Rồi đi xung quanh của Luis de Suez, đây là Vladimir Lopez. Vladimir Lopez sẽ là người ủng hộ, sẽ là người hỗ trợ cho Luis de Suez ở trên đường đèo. Chúng ta thấy đây là Alex Fonseca, sau khi bị tuột lại phía sau, nỗ lực của anh đã giúp anh bám trở lại được vào đoàn các vận động viên đi đầu này. Một mình Alex Fonseca đã đuổi theo, và bây giờ thì anh đã bắt kịp với top các vận động viên ở phía trên. Và trọng tài cũng vừa thông báo là khoảng cách giữa top các vận động viên đi đầu này với nhóm phía sau là 1 phút 25 giây. Và lúc này thì chúng ta thấy các vận động viên đã leo lên được độ cao 500m so với mực nước biển, tức là họ sẽ còn phải leo lên thêm 1.100m độ cao nữa. Bismarck đang tách ra. Chúng ta hãy chờ xem tay đua của Iran của tập đoàn lập trường An Giang đang toan tính điều gì. Anh đã nhanh chóng nhập trở lại vào trong một tốt cách. Bismarck vẫn đang đi một mình ở phía trên này. Gòn Nghi Xuất chưa xuất hiện ở bên cạnh anh như công lên đèo An Khê. Một cuộc tấn công đã được diễn ra, Gòn Nghi Xuất đang tăng tốc để vượt lên. Và ngay lập tức thì các tay đua của Thành phố Hồ Chí Minh và của Đồng Nai đã đuổi theo. Đang có thêm những vận động viên nữa sẽ bị tuột lại sau cuộc tấn công vừa rồi của Gòn Nghi Xuất, Nguyễn Tuấn Vũ và Lê Hải Đăng đang tuột lại. Ở góc quay này thì chúng ta đang thấy được có một top 6 tay đua đã tách ra, và trong này có áo vàng Nguyễn Trường Tài, có áo chấm đỏ Bismarck Pusajedi, có hai tay đua của Đồng Nai, có thể đó là Luis de Suez và Trần Lê Minh Tuấn, có cả Javier Perez, và đó là những tay đua đang nằm trong top đầu tiên. Rõ ràng là đã có những cuộc phân loại các tay đua ở trong ngọn đèo Khánh Lê này. Một tay đua của An Giang còn lại đang hỗ trợ Bismarck, đó là Gong Hi Suk. Như vậy đây thì khoảng cách đã bị tách ra và Gong Hi Suk đang thực hiện những pha tấn công. Nguyễn Trường Tài và hai tay đua của Đồng Nai, Luis de Suez cũng đã tỏ ra yếu hơn và đã rơi lại ở phía sau. Giờ đây thì những pha tấn công chỉ thuộc về Gong Hi Suk, Javier Perez và Bismarck Pusajedi. Năng lực của Gong Hi Suk đã được kiểm chứng trong lịch sử cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là tay đua đã hai lần giành những chiếc áo chấm đỏ của cuộc đua cúp truyền hình, và chắc chắn là một lần nữa thì khả năng đi đèo của Gong Hi Suk đã hỗ trợ đắc lực cho người đồng đội của mình là Bismarck Pusajedi. Thậm chí trên bảng tổng sắp cá nhân ở thời điểm này thì Gong Hi Suk còn có khoảng cách thời gian ngắn hơn so với áo vàng Nguyễn Trường Tài là khoảng cách 2 phút 6 giây. Với một ngọn đèo vô cùng khó khăn và cái chiều cao cao như thế này thì việc bỏ các đối thủ xa đến 5-7 phút, thậm chí 10 phút hoặc là hơn nữa thì vẫn có thể xảy ra. Chính vậy mà các tay đua nằm trong tổng hạng cao nhất của Thành phố Hồ Chí Minh Anh Văn Hậu Việt Mỹ giờ đây đã bắt đầu rơi lại phía sau, chỉ còn một mình Sasta Perez là một tay đua người Tây Ban Nha với số đèo số 7 của Thành phố Hồ Chí Minh Anh Văn Hậu Việt Mỹ có thể đeo bám rất thành công cùng với Gong Hi Suk và tay đua Bismarck Pusajedi. Giờ đây thì một Thành phố Hồ Chí Minh Anh Văn Hậu Việt Mỹ sẽ đấu với một của gạo trời An Giang và một của tập đoàn lọc trời An Giang. Ba ngoại binh ở trên đường đua, Gong Hi Suk của gạo hàng An Giang, Javier Perez của Thành phố Hồ Chí Minh Anh Văn Hậu Việt Mỹ và Bismarck Pusajedi của tập đoàn lọc trời An Giang. Ba tay đua này với khả năng đi đường đèo cho lúc này phải dùng từ tuyệt vời, đã bỏ rời tất cả các đối thủ của họ lại ở phía sau, kể cả một tay đua được dự đoán là sẽ cạnh tranh rất quyết liệt ở trên đường đèo Khánh Lê này là Luis de Suez. Trọng tài Nguyễn Văn Hiệp vừa chạy lên và chúng ta thấy sau lưng trọng tài Nguyễn Văn Hiệp là tấm bảng thông báo khoảng cách giữa top đi đầu này với các vận động viên phía sau đã lên đến 4 phút. Như vậy nếu như Javier Perez không thể bám được đối với Gong Hi Suk và
Mizamapu sẽ đi ở trên đường đèo Khánh Lê, thì khả năng đổi áo vàng ở trong chặng đua ngày hôm nay về tay các đường đua của An Giang là điều rất dễ xảy ra. Và như vậy đối với hai kiếp thành phố Hồ Chí Minh Anh Văn và Việt Mỹ và thành phố Hồ Chí Minh MM Mega Market thì vai trò của Javi Perez vào lúc này là cực kỳ quan trọng. Như vậy là lúc này thì ba tay đua đi đầu là Gong Hi Suk, Mizamap Pusayeti và Javier Perez vẫn đang duy trì được một tốc độ rất đều đặn, và đó cũng là một tốc độ rất cao. Và điều này cũng đang khiến cho những người yêu thích Lê Nguyệt Minh cũng như là tập thể thành phố Hồ Chí Minh đang cảm thấy lo lắng, bởi khả năng giữ được áo xanh của Lê Nguyệt Minh cũng sẽ ảnh hưởng đáng kể. Chúng ta cũng biết là ở chặng đua ngày hôm nay thì thời gian quy định để các tay đua hoàn thành chặng đua là 15% so với người về đầu, và nếu như vượt quá khoảng thời gian này thì tay đua đó sẽ bị loại khỏi các cuộc tranh chấp danh hiệu chung cuộc. Ở một con đèo khó khăn như thế này nhưng các tay đua cũng có thể đi với tốc độ trung bình 40 km/h, một tốc độ quá cao và chắc chắn sẽ bỏ lại ở phía sau rất rất nhiều. Và có lẽ nhiều tay đua đang giữ các chiếc áo như là áo xanh và áo trắng cũng cảm thấy lo cho bản thân mình nếu như không hoàn thành cự ly trong khoảng thời gian 15% quy định thì cũng sẽ rất khó có thể bảo được về được các thành tích cá nhân của mình hiện có. Đây là top các tay đua ở nhóm thứ 3. Khoảng 10 tay đua ở top thứ 3, và trong đó có các tay đua của các ekip dược Domesco Đồng Tháp, thành phố Hồ Chí Minh Anh Văn Hội Việt Mỹ, MM Mega Market và cả Balai Đồng Nai. Ở top 3 này chúng ta thấy khoảng cách cũng không quá xa, và cũng có đến 3 tay đua của thành phố Hồ Chí Minh Anh Văn Hội Việt Mỹ. Những tay đua mạnh của dược Domesco Đồng Tháp theo chúng tôi quan sát có lẽ sẽ là Phan Hoàng Thái và Nguyễn Tấn Hoài, những tay đua mạnh và leo đèo. Một tay đua của Balai Đồng Nai dường như là vậy, đang tách top này để tăng tốc. Ngay sau đó thì hai tay đua của Việt Domansco Đồng Tháp đang bám theo. Đây là hình ảnh của các tay đua top thứ tư. Chúng ta thấy là đoàn đua đang tách ra rất 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 nhiều top. Top này thì có 2, 4, 6 tay đua. Một tay đua của Việt Domansco Đồng Tháp, một tay đua của thành phố Hồ Chí Minh Anh Văn Hội Việt Mỹ, có lẽ một tay đua của Balai Đồng Nai, hai của Việt Domansco Đồng Tháp, một Vinh Hua Đồng Nai và một tay đua của tập đoàn Lộc Trời An Giang. Khoảng cách giữa ba tay đua đi đầu với nhóm thứ hai có áo vàng Nguyễn Trường Tài là 3 phút 50 giây, và nhóm ba tay đua có áo vàng so với nhóm gần nhất là 4 phút. Chúng ta hãy chờ xem ba tay đua phía trên sau khi mà hoàn thành đỉnh đèo Khánh Lê thì động tác sắp tới của họ là cùng nhau kéo để tấn công bỏ lại các tay đua của top 2, hay là họ sẽ đi với một tốc độ chừng mực và sẽ chờ các tay đua ở phía sau bám lại. Nếu như họ đủ sức mạnh, đủ khả năng có thể tấn công thì có thể ba tay đua này hợp lực sẽ đi về luôn. Nhưng điều đó xảy ra thì rõ ràng ưu thế và lợi thế hoàn toàn thuộc về cho tay đua Javier Perez. Nhưng dù sao thì cũng cải thiện được các vị trí tổng hạng cho hai tay đua của An Giang là Gong Hi Suk và tay đua Mizamap Pusayeti. Vừa rồi thì chúng ta vừa thấy thêm một nhóm các tay đua nữa vừa vượt qua mốc thời gian của trọng tài Nguyễn Văn Hiệp, và khoảng cách giữa nhóm này với nhóm có áo vàng Nguyễn Trường Tài là 8 phút. Và nếu như so với top 3 tay đua đầu thì đã lên tới gần 12 phút. Như vậy là lúc này thì chúng ta thấy là ba tay đua đi đầu đang chuẩn bị cán qua đỉnh đèo. Như vậy là lúc này thì ba tay đua này đã vượt qua đỉnh đèo Khánh Lê. Như vậy là theo kết quả chính xác mà bộ phận trọng tài vừa công bố với chúng tôi thì tay đua Gong Hi Suk của Cao Hoàng Ngọc Trẻ An Giang mới là tay đua đã cán đỉnh đèo Khánh Lê đầu tiên, và anh có thêm được 30 điểm. Tay đua Mizamap Pusayeti là người cán đỉnh đèo thứ hai và có thêm được 25 điểm. Như vậy là tổng điểm lúc này của anh là 51 điểm, vẫn là một khoảng cách quá an toàn. Và nếu như không có những trục trặc gì trong phần còn lại của cuộc đua năm nay thì Mizamap chắc chắn sẽ giành được chiếc áo chấm đỏ. Đây là điểm đèo hiện tại của
chặng đua này cũng như là cuộc đua năm nay. Mitsamas Busayet 49 điểm, Gong Hyun Suk 36 điểm và Javier Perez 28 điểm. Như vậy là ba tay đua đã cán đỉnh đèo Khánh Lê tiếp theo, lần lượt là tay đua Luis Desriac, Trần Lê Minh Tuấn và Nguyễn Trường Tài. Luis Desriac có thêm được 15 điểm để tăng điểm trên bảng điểm báo đỏ của mình là 25 điểm, còn Trần Lê Minh Tuấn thì có được 19 điểm. Với những diễn biến như hiện tại thì không chỉ các cuộc danh hiệu, cuộc cạnh tranh danh hiệu cá nhân mà cả cuộc tranh chấp danh hiệu đồng đội cũng nhiều khả năng sẽ có những biến động lớn ở sau chặng đua này. Sau khi chinh phục xong đèo Khánh Lê thì đó là lúc mà các tay đua sẽ nỗ lực tăng tốc độ bám vào các tay đua đi đầu. Và chắc chắn chúng ta cũng phải chờ đợi là động thái của ba tay đua đi đầu, đó là Gong Hyun Suk, Mitsamas và Javier Perez, là họ sẽ đi luôn hay là sẽ đi chậm lại. Với sức mạnh của ba tay đua này thì tôi nghĩ nếu như được chỉ đạo đi luôn thì họ sẽ đi luôn để có thể có được những vị trí cao nhất trên bảng tổng sắp cá nhân. Nên lúc đó thì lợi thế hoàn toàn thuộc về cho Javier Perez của Thành phố Hồ Chí Minh Anh Văn Hội Việt Mỹ. Và lúc này thì Javier Perez vẫn là một chiến thuật quen thuộc, không có gì thay đổi cả, anh cứ đi sau hai vận động viên ở phía trên. Bởi vì nếu như bị bắt lại ở phía sau thì đồng đội của Javier Perez là Nguyễn Trường Tài vẫn có thời gian tổng hạng tốt nhất, nên dù sao thì chiếc áo vàng vẫn chưa thể thoát khỏi tầm kiểm soát của các tay đua Thành phố Hồ Chí Minh với chiến thuật như thế này và tình hình hiện tại. Sau con đèo Khánh Lê, phía trước họ là đèo Giang Ly, đèo được xếp loại 3 của cuộc đua năm nay. Ở đèo Giang Ly thì các tay đua sẽ leo 5 km, như vậy họ đã đi được 2 km đèo Giang Ly rồi và chỉ còn 3 km lên đèo Giang Ly nữa mà thôi. Đèo này là đèo loại 3, người về nhất là 8 điểm, người về nhì là 6 điểm, người về ba là 5 điểm. Sau khi mà vượt qua đèo Giang Ly thì các tay đua sẽ còn cách đích đến tại đường Hồ Tùng Mậu ở thành phố Hoa Đà Lạt là khoảng 40 km nữa. 40 km đường bằng và có một số con dốc cũng sẽ là lợi thế cho các tay đua này. Nhưng liệu họ có tiếp tục thể hiện quyết tâm là tấn công hay không? Lúc này thì ba tay đua dẫn đầu Gong Hyun Suk, Javier Perez và Mitsamas Busayet vẫn đang tạo được một khoảng cách tương đối an toàn so với các vận động viên ở phía sau. Ba tay đua này đã tấn công vào đèo Khánh Lê. Sau khoảng 7 km thì chỉ còn lại ba tay đua này cùng nhau tấn công lên đỉnh đèo. Và sau đó thì họ duy trì được khoảng cách này, duy trì được tốc độ này về đến đỉnh đèo Giang Ly. Và bây giờ thì đang hướng về phía đích đến thành phố Đà Lạt. Ba vận động viên đi đầu vào lúc này là Gong Hyun Suk, Mitsamas Busayet và Javier Perez vẫn đang duy trì tốc độ ở mức trên 60 km/h ở những đoạn đổ dốc như thế này. Nguyễn Trường Tài, tay đua của Thành phố Hồ Chí Minh Anh Văn Hội Việt Mỹ, đã chính thức mặc chiếc áo vàng của đua năm nay kể từ sau chặng đua đồng đội tính giờ ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Đến lúc này thì Nguyễn Trường Tài đã mặc áo vàng được 3 chặng. Sau đó là chặng số các bạn đã mặc được 2 chặng, đó là chặng từ Phú Yên về Nha Trang và chặng ngày hôm nay từ Nha Trang về Đà Lạt. Nhưng nhiều khả năng thì sau chặng đua ngày hôm nay anh sẽ không còn giữ được chiếc áo vàng của mình nếu như khoảng cách này vẫn đang được duy trì. Chúng ta thấy ở góc quay này thì Mitsamas Busayet vừa rồi vẫn có thể thoải mái ngồi yên ở trên yên xe, trong khi cả Gong Hyun Suk lẫn Javier Perez phải đứng hẳn ở trên yên để nhấn bàn đạp mới có thể đuổi theo kịp Mitsamas. Chúng ta đang thấy ở trên màn hình vào lúc này là hình ảnh từ top thứ 5 với áo xanh Lê Nguyệt Minh, đang là khoảng 16 phút 30 giây so với top dẫn đầu này. Và khoảng cách giữa top 3 vận động viên đi đầu này với top thứ 2 cũng là hơn 6 phút. Sau khi mà chúng tôi đã cập nhật được những thông tin từ tổ trọng tài làm việc trên đường đua thì khoảng cách của Lê Nguyệt Minh tay đua nằm ở trong top thứ 5. Tay đua hiện tại đang giữ chiếc áo xanh cũng chỉ trên là dưới 15-16 phút mà thôi. Với khoảng cách này thì rất an toàn cho Lê Nguyệt Minh, bởi vì khoảng từ cự ly thi đấu này cho đến đích đến không còn xa. Và
chắc chắn Lê Nguyệt Minh có lẽ cũng sẽ hoàn thành được trong khoảng thời gian cho phép ở chặng đua ngày hôm nay để có thể bảo vệ được chiếc áo xanh của mình. Và đến thời điểm này thì có thể nói là chiến thuật của Thành phố Hồ Chí Minh Anh Văn Hồ Việt Mỹ là đã hoàn hảo. Họ đã đẩy được vận động viên mạnh nhất chủ lực của mình bám theo những vận động viên mạnh nhất của bên phía An Giang, và đẩy được Nguyễn Trường Tài bám theo những vận động viên của lòng mạnh nhất của Bayline. Và họ gần như là đã khóa chặt những mũi tấn công có thể gây nguy hiểm cho thành tích của Thành phố Hồ Chí Minh Anh Văn Hồ Việt Mỹ ở trong chặng đua ngày hôm nay. Ngày hôm nay, và nói rằng Nguyễn Trường Tài là tay đua nội binh thi đấu rất xuất sắc cùng với Trần Lê Minh Tuấn. Trần Lê Minh Tuấn cũng đã thi đấu tuyệt vời ở trong ngoại hạng của Bayline. Chỉ còn khoảng trên dưới 5 km nữa thôi thì các tay đua sẽ về tới đích đến tại đường Hồ Tùng Mậu của thành phố Đà Lạt. Sau khi tấp đầu về đích thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục chờ đợi những tấp phía sau. Tấp có áo vàng cũng như là các tấp có áo trắng Nguyễn Quốc Bảo và áo xanh Lương Quốc Minh, để xem những tay đua này có thể hoàn thành chặng đua trong cự ly thời gian cho phép so với tay đua về đầu là 15% hay không. Đây là hình ảnh của top 3 tay đua đi đầu, và họ chỉ còn cách đích đến tại thành phố Đà Lạt trên đường Hồ Tùng Mậu chỉ còn khoảng 3 km nữa mà thôi. Sẽ là một cuộc cạnh tranh song phẳng giữa Misamat Busayadi, Gong Hee-suk và Javier Perez ở đích đến. Như vậy chỉ còn vài trăm mét nữa mà thôi, các tay đua chỉ còn vài trăm mét cách đích đến nữa mà thôi. Các tay đua đang đổ dốc xuống đường Hồ Tùng Mậu, và Javier Perez lúc này sau một thời gian nghỉ ngơi rất là nhiều, giữ sức và anh đã băng lên phía trên. Sẽ rất khó cho Misamat Busayadi và Gong Hee-suk có đầy đủ một thể lực tốt nhất có thể đeo bám tay đua người Tây Ban Nha ở trong chặng đua ngày hôm nay. Misamat đang đổ dốc và chuẩn bị sẽ cán đích đến với một cái dốc ngay đường Hồ Tùng Mậu. Chúng ta đang hãy chờ xem liệu Misamat và Gong Hee-suk có thể tranh nổi với Perez hay không. Như vậy cuối cùng Gong Hee-suk mới là người giành chiến thắng, rồi sau đó là Misamat và tay đua Javier Perez của Thành phố Hồ Chí Minh Anh Văn Hội Việt Mỹ là người về thứ ba. Thời gian cho đến thời điểm này đã là hơn 5 phút. Điều đó có nghĩa rằng Gong Hee-suk về vị trí thứ nhì, tổng sắp hiện tại sau Javier Perez, và Misamat Busayadi lên vị trí thứ ba tổng sắp. Tay đua Nguyễn Trường Tài rơi xuống vị trí thứ tư. Louis Destriac lên vị trí thứ 5. Và vị trí thứ 6 là Trần Lê Minh Tuấn. Chúng ta hãy chờ xem ai là người giành chiến thắng. Như vậy là Nguyễn Trường Tài. Nguyễn Trường Tài giành chiến thắng ở top thứ 3 này. Anh về thứ 4 của chặng đua ngày hôm nay. Và Trần Lê Minh Tuấn về thứ 5. Louis Destriac về thứ 6 ở chặng đua ngày hôm nay. Có thể thấy các chặng đèo luôn được các ngoại binh thể hiện sức mạnh của mình để mang về chiến thắng cho đội đua của họ. Nhưng qua đó cũng cho thấy được nỗ lực của các nội binh không thua kém trong những năm gần đây. Đến đây, chương trình tường thuật các chặng đua của cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được phép khép lại. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình ngày mai với một nhân vật nổi bật khác. Cảm ơn Tô Đông Á đã đồng hành cùng với chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.